Và sau đây chúng ta sẽ hack game khủng long. Chúng ta sẽ gõ một vài đoạn code. Và bây giờ chúng ta đã hack thành công. Xin chào các bạn. Và bây giờ chúng ta sẽ hack tựa game game khủng long. Game này sẽ xuất hiện khi mạng đứt. Có rất nhiều cách để vào game khủng long. Cách đầu tiên đấy là rút dây mạng. Tôi đã rút dây mạng ra rồi. Bây giờ chúng ta sẽ gõ tìm kiếm trên Google. Thì bây giờ đã có game khủng long để chúng ta chơi rồi. Đấy, cứ có không có mạng thì chúng ta có thể chơi được. Ngoài cách rút dây mạng thì còn một vài cách nữa. Các bạn hãy đón chờ ở những giây phút tiếp theo nhé. Cách 2, đây là ngắt kết nối. Các bạn nào không muốn cúi xuống bàn tháo dây mạng thì có thể làm theo tôi. Open Network and Internet Setting. Chúng ta truy cập đến Ethernet. Trên Adapt Option, chúng ta nhấn vào Disable mạng của chúng ta đi. Chuột phải và Disable đi. Bây giờ đã mất mạng rồi. Chúng ta hãy cùng gõ lung tung trên Google. Và chúng ta cũng vào được game khủng long rồi. Vậy thì vẫn để mạng và vừa bật game khủng long thì có được không? Tất nhiên là sẽ được rồi. Tôi sẽ bật lại mạng này. Và chúng ta sẽ cùng đến với cách thứ ba. Chúng ta không cần tắt mạng mà vẫn được vào được game khủng long. Cách 3, chúng ta sẽ truy cập vào đường dẫn sau ở trên Chrome. Chrome 2.xxx Dino. Đây là trang chơi game trực tuyến của Google cho game khủng long. Chúng ta có thể zoom lên được nữa. Và chúng ta sẽ cùng chơi xem được bao nhiêu điểm nào. Ủa, điểm thấp quá, có 84 điểm rồi. Và sau đây chúng ta sẽ đến với phần hack game. Đầu tiên chúng ta sẽ mở F12 lên, sau đấy gõ lệnh vào phần console và gõ lệnh như tôi: runner.instant.game.over bằng ngoặc tròn suy ra ngoặc nhọn. Enter. Như vậy là chúng ta đã hủy hàm game over của chúng ta đi. Như vậy là đến lúc con khủng long của chúng ta chạy vào vật thể nào đấy thì hàm game over sẽ không được gọi ra nữa. Đấy, các bạn có thể thấy là chúng ta có thể chạy xuyên qua các vật thể. Và để lè các bạn, lè anh em của mình thì các bạn có thể giả vờ là nhảy nhảy như tôi. Và sau đây tôi sẽ giải thích cách hack game. Thực ra thì cách hack game này đã có nhiều người giải thích trên mạng rồi. Tôi sẽ chỉ cho các bạn video để các bạn có thể theo dõi. Các bạn có từ khóa giải thích hack khủng game khủng long và chúng ta sẽ vào video này. Video của Mạnh Trần Hoàng. Các bạn có thể xem trong này nhé. Giải thích rất tường tận chi tiết. Hướng đầu tiên mà mình nghĩ đến là mình sẽ bấm chuột phải vào. Và bởi vì mình đã đọc sơ qua cái code này trước rồi cho nên mình sẽ nói nhanh. Thì cái đối tượng đó chính là cái... Ok, chúng ta sẽ đến với các giả thuyết về game. Có rất nhiều giả thuyết xung quanh game. Đồng thời, họ cũng đã hồi sinh được Rực Long. Đó là tại sao chỉ có mỗi cây xương rồng ở trong trò chơi. Như vậy có hai trường hợp. Và một là cây xương rồng này cao là trong game chỉ cao tầm 6m, hoặc là thời con kỳ nào trong game sẽ cao tới. Hãy cùng xem video giả thuyết về game này. Ngoài ra các bạn muốn chơi những phiên bản nâng cấp thì có thể làm như tôi. Vào Google gõ game khủng long nâng cấp. Các bạn sẽ thấy
có rất nhiều phiên bản nâng cấp của hệ game này, các bạn có thể xem và truy cập đến để chơi. Này. Ok. À Dương đá. FG chơi Dùng chân mấy trò chân đá này rừng rồng, khá mình là có hay. gì có Lý Tiểu Long. Mình là Lý Tiểu Karate Khủng à? Long các bạn Ừ, ạ. karate Kung à? Fu. Yeah, Kung Fu Karate Daido. Rồi súng mình có à, thêm một que diêm. cưa cưa máy. Như vậy là những chia sẻ của tôi về game khủng long đã hết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến hết video. Nếu các bạn thấy video hay hãy ấn like, nếu ấy hữu ích hãy chia sẻ với bạn bè và nhớ subscribe để theo dõi và ủng hộ kênh của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video bài học tiếp theo.